Thưa quý vị, thưa bà con, như thường lệ thì trong tiểu mục kết nối nhà nông nơi chúng ta sẽ được kết nối với các bà con nông dân với nhiều kinh nghiệm sản xuất trong nông nghiệp. Thì ngày hôm nay, mời bà con hãy cùng đến với huyện Đan Phượng, Hà Nội để cùng học hỏi kinh nghiệm chăm sóc dưa chuột an toàn của anh Nguyễn Việt Hùng. Mỗi ngày anh Nguyễn Việt Hùng ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội thu hái ít nhất khoảng 2 tạ dưa để cung cấp cho các hệ thống siêu thị cũng như các cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn. Theo anh Hùng, toàn bộ quy trình canh tác dưa chuột được áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Khu vực trồng dưa được cách ly với những khu vực bị ô nhiễm, không bị ảnh hưởng trực tiếp từ các nguồn chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, đường giao thông lớn đất trồng, cao giáo, dễ thoát nước và toàn bộ nguồn đất, nước tưới đều được kiểm soát đạt tiêu chuẩn. Công ty chúng tôi thì cũng đã có giấy chứng nhận của tri cục bảo vệ thực vật thành phố cấp. Thì quy trình để cấp được vùng rau an toàn thì có kiểm tra mẫu đất và mẫu nước. Sau đấy chúng tôi cũng tiến hành làm việt gáp thì cũng đã có giấy chứng nhận việt gáp. Thì bên phía việt gáp họ cũng kiểm tra mẫu đất và mẫu nước và họ cũng kiểm tra định kỳ. Thực tế nguồn nước tưới đây chúng tôi đang dùng hai nguồn nước chính. Một là nước giếng khoan và sử dụng chính vẫn là nước từ sông Hồng bơm lên và qua hệ thống bể lọc. Bà con quan tâm đến kinh nghiệm chăm sóc dưa chuột an toàn có thể liên hệ với anh Nguyễn Việt Hùng theo địa chỉ xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.